chuyên gia các cả các bạn làm một bộ sưu tập nữa. Cô ấy muốn làm một những cô công chúa. Bây giờ bà đích kia sẽ làm công chúa giữa. Bây giờ Suki sẽ làm công chúa bên trái. Lalakichi muốn làm công chúa bên phải. Thì cô ấy sẽ mặc một bộ đầm rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ mặc cho cô ấy nhé. Đây là bộ đầm của cô màu hồng này. Chín đẹp tí. Các bạn nhìn màu hồng có đẹp không? Đẹp đó. Được rồi, chán nào. Chúng ta sẽ kiếm chị công chúa. Được rồi, bây giờ cô ấy rất đẹp. Thêm gì trên tay cầm ta. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ dán trái tim ở đây nhé. Bỏ cái lời này cho khác. Cái này nữa. Yeah, đau quá. Được rồi, bây giờ con lấy rất đẹp. Chúng ta đã làm xong. Để giờ công chuyện sẽ đẹp. Và tập tiếp theo là tập trang trí giấy nhé.